chủ yếu là bên cơ quan nhà nước là tiếng khách đây. Lịch sự. Dạ lịch sự mà mát mà nấu lại cũng được. Không mát rồi. Nói chung là giờ Lâm Thắng chị ghé với bạn. Vũ phó viện trưởng thị xã Lâm Thắng. Con nói luôn chứ. Hải là phó viện trưởng của Tân Phú. Đồng.